Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thường. Trước khi bắt đầu thì dành cho các bạn mới đến kênh YouTube này, thì đây là kênh mình chia sẻ hai nội dung chủ yếu, đó là kinh nghiệm thực chiến và kỹ năng đầu tư trong thị trường tài chính. Ngoài ra thì các bạn có thể vào kênh Telegram ở phần mô tả phía dưới để tải những tài liệu miễn phí. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay. Ở hai video trước thì mình đã chia sẻ cho các bạn hai mẫu hình nến Pinba và Engulfing. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn mô hình nến Inside3 và các cái biến thể đặc biệt của nó. Và đây là cái mẫu hình mình thấy nó kết hợp tất cả trong một, nhưng mà nó cũng là cái mẫu hình khá khó giao dịch. Thế thì nến Inside3 là gì? Nến Inside3 là bộ nến mà tất cả các nến thứ cấp nằm gọn trong nến thứ nhất. Sẽ có hai trường hợp xảy ra với nến Inside3. Trường hợp thứ nhất là các nến phía sau nó nằm gọn trong nến thứ nhất. Và trường hợp thứ hai đó là nến lồng nến, nghĩa là nến con phía sau nó nằm gọn phía trong nến phía trước. Như trên màn hình đây, bạn thấy là có hai trường hợp này. Ở trong trường hợp 1 thì các nến phía sau nó nằm gọn trong cái nến thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là nến phía sau nó nằm gọn vào trong nến phía trước. Như các bạn có thể thấy là cái nến đỏ này, giá cao nhất và thấp nhất nó nằm gọn ở trong nến phía trước, và tiếp tục có cái nến con phía sau ấy, giá cao nhất và thấp nhất nó nằm gọn phía trong cái nến phía trước này. Nhưng mà để mà giao dịch tốt được với bộ nến này thì bạn phải hiểu được cái bản chất của nó là gì. Thực tế thì nó có thể xem là một vùng tích lũy, hay đúng hơn là một vùng nén giá. Nếu các nến phía sau mà nó không phá qua được cái giá cao nhất hoặc thấp nhất của nến mẹ thì nó nên lại thành một vùng. Các bạn có thể hình dung nó như kiểu là cái lò xo ấy, càng nén nhiều và lâu thì bung ra nó càng mạnh. Bộ nến này thì rất nhiều bạn tin tưởng và sử dụng làm tín hiệu và lệnh, bởi vì nó khá đa năng. Có lúc thì nó thể hiện sự quyết đoán của thị trường, và có lúc nó thể hiện cái tính thanh khoản của thị trường. Nó thể hiện sự quyết đoán là khi mà nó phá vỡ cái mẫu hình để tiếp tục xu hướng, còn thể hiện tính thanh khoản là nó triệt tiêu phe ngược lại để đảo chiều xu hướng. Để mà hình dung rõ hơn thì mình sẽ chia ra hai trường hợp bạn có thể giao dịch với bộ nến này. Với trường hợp thứ nhất đó là phá vùng tích lũy, và có hai cách để bạn có thể tham gia vào thị trường. Cách thứ nhất là bạn có thể vào lệnh khi giá phá cái phần thấp nhất hay là cao nhất của cái mô hình Inside3 và đặt cắt lỗ ngay phía trên mô hình. Và cách thứ hai là mình sẽ đặt lệnh chờ ngay tại điểm phá của mô hình Inside3 và cũng đặt cắt lỗ ngay trên mô hình. Còn với trường hợp thứ hai, đây là một trường hợp đặc biệt. Đây là trường hợp đặc biệt nhất mà video trước mình có nói, đó là nó thể hiện tính thanh khoản của thị trường. Khi mà bạn nhìn vào mô hình Inside3 thì bạn sẽ thấy tồn tại hai lực thị trường tại hai đầu của bộ nến này. Ở phía trên đó là tồn tại lực bán, còn ở phía dưới là tồn tại lực mua. Nếu phía trong càng nhiều cây nến nhỏ thì lực càng mạnh, hay là nó có sự giằng co rất quyết liệt của hai phe và chưa phân thắng bại. Nếu mà giá muốn đi theo hướng nó mong muốn thì nó sẽ bắt buộc phải triệt tiêu cái phe còn lại. Có nhiều trường hợp thì nhìn trên mô hình thì bạn có thể thấy là giá chọc ra thổi thụt vào, hoặc là nó đóng cửa qua rồi đóng cửa lại bên trong cái mẫu hình. Đó là dấu hiệu của thanh khoản đấy. Vậy thì giao dịch trường hợp này như thế nào? Để bạn có thể ghép nối lại với kiến thức bài trước thì các bạn thử hình dung. Giá thanh khoản thì tức là mong muốn đảo chiều. Vậy thì thời điểm nào mà đảo chiều mà đông người giao dịch nhất? Có phải là khi nó mà xuất hiện mô hình nến đảo chiều quen thuộc không? Nếu mà có mô hình nến quen thuộc thì sẽ đông người vào. Vậy thì khi kết hợp hai mẫu hình lại thì sẽ như thế nào? Nếu kết hợp lại thì vừa có nhóm trader muốn thanh khoản để đi lên, vừa có nhóm trader chờ tín hiệu đảo chiều để vào lệnh, và vừa có yếu tố bên ngoài cộng hưởng lại, thì theo bạn thị trường nó như thế nào? Cũng không lòng vòng nữa. Đó là sự kết hợp của nến Inside3 và nến Pinba hoặc là Engulfing. Và sự kết hợp này người ta gọi là bộ nến fakie. Và cái từ fake ở đây nó am chỉ là một sự lừa dối. Và trong cái trường hợp này thì mình nên giao dịch như thế nào? Và hiện tại thì chỉ có hai cách để bạn giao dịch. Đó là vào trực tiếp khi mà mô hình nến đảo chiều nó xuất hiện phía sau. Vì đây là trường hợp thanh khoản nên là nó cần sự gấp rút.
Nên là nếu mà bạn chờ đợi thì tất nhiên là bạn sẽ mất cơ hội. Như bạn thấy ở màn hình ấy, thì đây có hai ví dụ. Như mẫu hình này có đến pin 3. Cái này thì nó cũng chưa chuẩn là pin 3 lắm đâu. Đây là mình lấy ví dụ thôi. Vì cái râu phía trên nó còn dài hơn nửa thân ấy. Khi mà nến Inside 3 này nó xuất hiện một nến pin 3 chọc ra rồi đi vào thế này thì mình sẽ vào trực tiếp ngay tại thời điểm này luôn và đặt L ngay về dưới cái mẫu pin 3 này. Hoặc là tương tự với cái trường hợp mà nó là cái nến Enofin. Đây là vùng Inside 3 khi mà giá đóng cửa qua nhưng mà không xác xác lập được cái xu hướng giảm thì nó đóng ngược trở lại tạo thành bộ nến Enofin và chúng ta thể vào trực tiếp luôn. Như vậy trường hợp này nếu mà bạn chờ đợi thì bạn sẽ mất cơ hội. Còn bây giờ mình sẽ tìm cho bạn một số cái mẫu hình Insta3 ngay trên biểu đồ nhé. Giả sử cái cặp mình đang dùng đây là cặp GU đi. Đấy. Nhìn vào gần ở đây thì các bạn thấy đây là một bộ Insta3 này. Cao nhất thấp nhất này. Đấy, nhưng mà bộ này là bị fail. Nhỏ hơn cho các bạn dễ hình dung. Đây nữa này. Đây nó cũng bị fail. Cũng tương tự ở đây. Đây không được tính là Faki nhé. Vì Faki ấy, đây không được tính là cái Faki đâu nhá. Vì Faki ấy, nó sẽ phải phá đi một hướng nào đấy. Giả sử nó muốn giảm đúng không? Nó sẽ phải phá lên hướng tăng xong là đóng cửa ngược lại thành Enofin hoặc thành pin 3 thì mình mới tính đó là Faki. Còn như trường hợp này là cái nến Enofin này không phải đâu nhá. Tiếp theo, đây là một mẫu nến Faki này. Trước nó là một Inside 3, về sau là một cái pin 3 chọc xuống. Đấy. Nếu mà bạn chờ đợi thì chắc là mất cơ hội lần này. Hoặc là đặt limit như kiểu pin 3 thì bạn cũng sẽ mất cơ hội lần này. Đó là những gì bạn nên biết về cái mẫu hình Inside 3. Nếu bạn thấy video này mình làm có hữu ích thì nhớ để lại cho mình một lượt thích và nhớ chia sẻ video này đến với nhiều người hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn giao dịch thành công.